Xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình chứng khoán cuối tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, trong tháng 4 năm 2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có công văn chấp thuận cho 77 công ty đại chúng được gia hạn công bố báo cáo tài chính năm 2018. Tính từ đầu năm 2018 đến nay, có tổng cộng 383 công ty đại chúng đã xin gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính năm tài chính 2018. Con số này cho thấy điều gì? Do luật không chặt chẽ hay doanh nghiệp có vấn đề? Câu trả lời sẽ có trong chương trình chứng khoán cuối tuần này với chủ đề thấy gì khi gần 400 doanh nghiệp xin gia hạn báo cáo tài chính năm 2018. Trước tiên mời quý vị cùng theo dõi tình hình báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán qua phần tổng hợp ngay sau đây của chúng tôi. Đây là danh sách một số công ty doanh nghiệp niêm yết xin gia hạn chậm nộp báo cáo tài chính năm 2018, trong đó có cả những doanh nghiệp lớn như Vinamilk hay Thế Giới Di Động. Danh sách còn nối dài lên đến 400 doanh nghiệp là con số không hề nhỏ, chiếm gần nửa thị trường chứng khoán. Ngoài ra, chênh lệch số liệu cũng là một vấn đề nhức nhối hiện nay. Việc chậm nộp báo cáo tài chính chính là đã làm giảm sự minh bạch và sự hữu ích của thông tin đối với các nhà đầu tư. Và thực trạng này nó đã làm nảy sinh ra cái hiện tượng là các nhà đầu tư lướt sóng. Các nhà đầu tư đó thì họ sẽ rất ít sử dụng các thông tin ở trên báo cáo tài chính, mà chủ yếu là họ sử dụng các cái luồng thông tin mà không chính thức. Về báo cáo tài chính là nó không đúng theo sự thật. Nó cũng đã có chứ không phải là không. Nhưng mà từ góc độ của là một cái nhà đầu tư tổ chức thì chúng tôi nghĩ là như thế này. Cái báo cáo nó sẽ là cái trách nhiệm của doanh nghiệp. Thông tin đúng, sai, đó là trách nhiệm của doanh nghiệp, là trách nhiệm của các công ty chứng khoán. Tôi nghĩ là như thế. Do vậy nên là tôi không nghĩ là bây giờ với một cái thị trường như thế này thì thị trường chúng ta cũng không phải là lớn, nó cũng nhỏ thôi. Tôi không nghĩ là một doanh nghiệp nào mà dám đi đánh đổi rủi ro của mình về cái việc mà báo cáo không đúng. Tại vì nếu mà thông tin đó ra thị trường thì tôi nghĩ là chắc là nhà đầu tư là sẽ không có tham gia, hoặc là thị giá cổ phiếu của công ty sẽ xuống rất là nhiều. Theo quy định tại thông tư số 155/2015 Bộ Tài chính, tùy từng trường hợp doanh nghiệp khác nhau có thể xin gia hạn chậm công bố báo cáo tài chính năm hoặc quý hoặc bán niên, nhưng thời hạn gia hạn công bố báo cáo tài chính là không quá 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý cho báo cáo tài chính quý và 60 ngày đối với báo cáo tài chính soát xét bán niên và không quá 100 ngày với báo cáo tài chính kiểm toán năm. Đâu đó có thể thấy doanh nghiệp cần thời gian để thu thập dữ liệu, nhưng điều này cũng cho thấy dường như quy định tại thông tư 55 chưa đáp ứng được thực tế khi mà doanh nghiệp có nhiều lý do, trong đó có lý do về quản trị lợi nhuận trong ngắn hạn. Thế thì một số doanh nghiệp có thể có nhiều lý do, chủ yếu là đến từ hai nguyên nhân, có thể lý do từ nguyên nhân nội tại hay là có thể từ đến lý do từ cái nguyên nhân từ bên ngoài mà họ phải quản trị lợi nhuận trong ngắn hạn. Nhưng mà vẫn tuân thủ cái chuẩn mực về mặt kế toán hay là vẫn được các công ty chứng khoán công ty kiểm toán xác nhận. Thì tôi thấy rằng là vấn đề quản trị thì chúng ta cần phải các nhà đầu tư cần hiểu rõ hơn về, thứ nhất là về chính sách kế toán của các cái doanh nghiệp đó, để từ đó hiểu được cái lợi nhuận hiện tại, quá khứ hay tương lai nó sẽ diễn biến như thế nào dựa trên các cái thông tin về báo cáo tài chính. Khi chúng tôi phát hiện các cái báo cáo tài chính mà nó không đảm bảo đúng yêu cầu, và hay là quan trọng nhất là qua báo cáo tài chính phát hiện những dấu hiệu mà rủi ro về tài chính, những dấu hiệu mà có thể là ảnh hưởng đến vấn đề thất thoát vốn, thì thứ nhất là Bộ Tài chính sẽ có cái cảnh báo. Nhiều ý kiến cho rằng cơ quan quản lý không nên để tình trạng quá nhiều doanh nghiệp xin gia hạn như vậy, bởi sẽ khiến thị trường có sự bất cân xứng về mặt thông tin khi khả năng tiếp cận thông tin của nhà đầu tư sẽ chậm hơn. Thưa quý vị, công bố thông tin đúng hạn, đầy đủ, rõ ràng là một trong những điểm quan trọng để nâng cao tính công khai, minh bạch trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, dù đã có các chế tài cảnh báo và xử phạt nặng, song việc các doanh nghiệp vi phạm chậm công bố báo cáo tài chính kiểm toán vẫn vô tư diễn ra. Thậm chí có doanh nghiệp còn công bố sai thông tin, tác động không nhỏ đến hoạt động của thị trường. Vậy vì sao chất lượng báo cáo tài chính tại các doanh nghiệp niêm yết còn khiến giới đầu tư e ngại như vậy? Mời quý vị theo dõi phóng sự sau của chúng tôi. Công bố thông tin chậm, sai sự thật luôn được xem là một hành vi vi phạm có tính chất tác động tiêu cực đối với các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán, đặc biệt là những thông tin liên quan đến báo cáo tài chính của các công ty niêm yết. Theo các chuyên gia, nguyên nhân khiến hoạt động báo cáo tài chính công bố thông tin chưa hiệu quả xuất phát từ chính bản thân mỗi doanh nghiệp. Nguyên nhân chủ yếu là từ phía doanh nghiệp thôi. Doanh nghiệp mà
vì những cái mục đích mà có thể là mang tính cá nhân hoặc là về những cái mục đích của một nhóm phục vụ cho một nhóm cổ đông nhất định, thường là cổ đông lớn ấy, thì thường là cố tình là công bố những cái thông tin sai lệch, có thể là phục vụ cho cái mục đích mà báo cáo thuế, hoặc là phục vụ cho mục đích vay vốn ngân hàng, hoặc là thậm chí những cái mục đích mang tính cá nhân trục lợi khác. Bên cạnh đó, các báo cáo tài chính tại các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường vẫn chưa áp dụng đồng bộ theo các quy tắc chuẩn mực quốc tế. Điều này không chỉ xuất phát từ nhận thức chưa đầy đủ của các doanh nghiệp mà còn từ năng lực của các đơn vị kiểm toán độc lập. Cái chuẩn mực báo cáo tài chính của chúng ta nếu mà so với mặt bằng chung trên thế giới thì là chưa cao và vẫn còn cách cái chuẩn mực của thế giới một cái quãng tương đối là xa. Thì ở Việt Nam ấy, các đơn vị mà sử dụng các cái báo cáo tài chính được soạn lập theo cái chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế thì là bao gồm các ngân hàng hoặc là các cái tổ chức mà người ta có những cái nhu cầu là phát hành trái phiếu ra nước ngoài, hoặc là có những cái nhu cầu là nộp báo cáo tài chính cho các cổ đông chiến lược, cũng như là có những cái mục đích khác nữa, ví dụ như là các cái định chế tài chính cho vay. Thế thì để mà có thể kiểm toán được cái báo cáo tài chính mà soạn lập theo chuẩn mực IFRS, mà nhất là những các cái chuẩn mực mới được cập nhật gần đây ấy, thì đòi hỏi là cái công ty kiểm toán ấy phải có sự chuẩn bị về nguồn lực rất là lớn. Thì cái nguồn lực ở đây thì ngoài cái việc về nguồn lực chuyên môn ra thì có thể đôi lúc còn phải cần sự hỗ trợ hoặc là cái sự chia sẻ kinh nghiệm của các cái tổ chức hay của các cái đơn vị thành viên trong mạng lưới thì để có thể đã kiểm toán được cái báo cáo IFRS này. Ngoài ra, giới chuyên gia cho rằng do thị trường chứng khoán Việt Nam mới phát triển và đang ở giai đoạn là thị trường cận biên nên cần thời gian dài hơn nữa để các quy chế trong hoạt động của các doanh nghiệp niêm yết được hoàn thiện hơn. Chúng ta đang là cái thị trường cận biên và các cái tiêu chuẩn sẽ được nâng cao dần lên theo thời gian. Đó. Thế thì rõ ràng trong cái quá trình nâng cao dần lên theo thời gian thì đâu đó nó vẫn có những cái hạn chế. Và thứ nhất là phải đến từ cái mong muốn, cái nhu cầu muốn trao đổi từ các cái cổ đông lớn ở trong công ty, là mặc dù yêu cầu nó chưa bắt chúng ta phải làm, tuy nhiên thì các ông chủ lớn hay là ban điều hành hay hội đồng quản trị cần phải có những cái thông tin nó sát sao hơn nếu như muốn nhà đầu tư thực sự hiểu rõ cái hoạt động công ty của công ty mình. Thông tin là dữ liệu quan trọng quyết định đến cung cầu của thị trường và tác động trực tiếp đến giá chứng khoán. Để thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển minh bạch và là kênh đầu tư hiệu quả cho giới đầu tư, chất lượng báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết thực sự cần được chú trọng cải thiện. Theo các chuyên gia, để nâng cao chất lượng báo cáo tài chính thì mấu chốt là ở ý thức của doanh nghiệp. Chỉ khi doanh nghiệp mong muốn trình bày báo cáo tài chính trung thực, minh bạch, không phục vụ mục đích riêng mà hướng tới sự phát triển bền vững, an toàn tài chính, bảo toàn vốn thì chất lượng báo cáo tài chính mới được cải thiện, căn bản. Tuy nhiên, để chất lượng báo cáo tài chính được hoàn thiện thì cần thêm những giải pháp nào? Mời quý vị cùng lắng nghe ý kiến của các thành viên trên thị trường ngay sau đây. Để nâng cao cái chất lượng báo cáo ấy, thực sự có rất nhiều những cái biện pháp đã được thảo luận và thậm chí đã được thực hiện. Ví dụ như tôi thấy là bên Ủy ban chứng khoán chẳng hạn, là bên đó là Ủy ban cũng đã giảm cái số lượng mà cái khách hàng cần yêu cầu đối với các doanh nghiệp kiểm toán mà được chấp thuận. Thì đấy là cũng là một hình thái là giảm sức ép đối với cái doanh nghiệp để nhằm nâng cao là cái chất lượng kiểm toán, với cái kỳ vọng là nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán. Hoặc là tôi thấy như là ở bên Bộ Tài chính cũng như là bên Hội Kiểm toán là đưa ra những các cái bộ chỉ số kiểm soát về cái chất lượng của báo cáo. Thế còn ngoài ra thì tôi nghĩ cái nguyên tắc cơ bản nhất để đảm bảo cái chất lượng báo cáo kiểm toán ấy là phải tuân thủ theo cái chuẩn mực kiểm toán Việt Nam cũng như là chuẩn mực kiểm toán quốc tế. Đấy là cái gọi là như bạn nói là một cái nguyên tắc hay là một cái chuẩn mực cơ bản nhất mà tất cả các kiểm toán viên cần phải tuân thủ khi đưa ra cái ý kiến kiểm toán của mình. Cũng cần phải xuất phát từ nhiều phía. Thứ nhất là về bản thân là doanh nghiệp thì họ cần phải thật sự là phải đề cao cái tính minh bạch trong việc cái công bố báo cáo tài chính. Thứ hai là về các cái kiểm toán viên thì cần phải nâng cao trình độ để có thể phát hiện ra những cái sai phạm ở trong cái việc công bố sai thông tin trên báo cáo tài chính. Và ở phía nhà đầu tư thì cũng như là các chuyên viên phân tích thì chúng ta cần phải thận trọng và tỉnh táo hơn và phải nâng cao trình độ để mà có thể thực sự là đánh giá đúng được một báo cáo tài chính, mà không chỉ những cái con số hiển hiện ở trên báo cáo mà đôi khi là những cái đằng sau những cái con số đấy. Phía doanh nghiệp thì theo ý kiến của tôi thì cũng nên có một cái sự nhìn nhận lại cái vai trò của kiểm toán, của đơn vị kiểm toán, của kiểm toán nội bộ, của kiểm soát nội bộ, đặc biệt là cái mô hình mà ban kiểm soát
hoặc là ủy ban kiểm toán nội bộ trực thuộc hội đồng quản trị, thì giúp cho hội đồng quản trị là giám sát chặt chẽ cái hoạt động và cũng như là cái báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Thế còn về phía cổ đông thì cũng nên trang bị cho mình những cái kiến thức để mà phát hiện ra những cái sai lệch trong báo cáo. Và về phía cơ quan chức năng thì như tôi đã nói ở trên là có lẽ là sớm thúc đẩy cái việc mà chuyển sang cái hệ thống báo cáo tài chính và báo kiểm toán theo tiêu chuẩn quốc tế để phản ánh trung thực hơn với hoạt động của doanh nghiệp. Thứ nhất là vấn đề về trang bị những cái hệ thống công nghệ thông tin, những hệ thống phần mềm kế toán, những hệ thống ERP, nó có những cái chức năng mà phân tích quản trị hoặc là những cái hệ thống dashboard để có thể cho thấy được những cái chỉ số tài chính, những cái tóm tắt về cái tình hình doanh nghiệp, sức khỏe của doanh nghiệp trên một cái bảng thông tin mà các cái nhà lãnh đạo doanh nghiệp họ có thể là dựa vào đó để điều hành công ty. Vấn đề thứ hai là công ty cũng có thể là chú trọng đến vấn đề đào tạo phát triển nhân lực, con người làm về kế toán quản trị. Để có những cái nhìn rõ hơn trong chất lượng của báo cáo tài chính giữa các doanh nghiệp Việt Nam và các doanh nghiệp nước ngoài, cũng như tìm kiếm các kinh nghiệm trên thị trường quốc tế, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Warwick Crane, Chủ tịch Công ty Kiểm toán KPMG Việt Nam. Mời quý vị cùng theo dõi. Lời đầu tiên, xin được cảm ơn ông đã tham gia buổi trò chuyện ngày hôm nay của kênh truyền hình VTV. Câu hỏi đầu tiên đó là ông có đánh giá như thế nào về hoạt động báo cáo kiểm toán của các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay ạ? Tôi thấy rằng hiện tại thị trường vốn hay thị trường chứng khoán phát triển được chủ yếu nhờ vào các thông tin tài chính từ các doanh nghiệp. Điều quan trọng là những thông tin này cần được đưa ra chính xác. Như vậy, nhà đầu tư có thể hiểu được mình đang đầu tư vào đâu. Thị trường vốn phát triển cũng giúp cho hoạt động báo cáo kiểm toán cải thiện. Chất lượng của các báo cáo kiểm toán cũng đã thay đổi hơn trước. Việc chính phủ Việt Nam khuyến khích và chú trọng đến tầm quan trọng của báo cáo kiểm toán. Điều này không chỉ đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư, mà còn giúp cho các nhà đầu tư tự tin hơn khi rót vốn vào đầu tư tại các doanh nghiệp tại đây. Vậy theo ông thì chất lượng của các báo cáo kiểm toán này là như thế nào? Liệu nó đã phù hợp với các thông lệ quốc tế hay chưa? Chất lượng các báo cáo tài chính, kiểm toán đã cải thiện đáng kể trong thời gian qua. Cho đến nay, đã trên 20 năm kể từ ngày Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam được thành lập, một tổ chức chuyên nghiệp, hoạt động tốt, đảm bảo rằng những thông tin tài chính chuẩn xác. Tổ chức này cũng luôn có sự cải thiện trong hoạt động và cập nhật kiến thức để những cá nhân hành nghề làm tốt vai trò của mình. Tuy nhiên, tôi cho rằng vẫn có một số khác biệt đáng kể trong báo cáo kiểm toán được thực hiện bởi Big Four và các tổ chức khác. Bởi vì Big Four là 4 tổ chức quốc tế, họ có kinh nghiệm cũng như những kiến thức quốc tế tốt để đem lại những thông tin tài chính trung thực, chính xác. Những báo cáo kiểm toán từ Big Four sẽ đạt tiêu chuẩn quốc tế. Tôi cho rằng các công ty kiểm toán còn lại chắc chắn còn nhiều thời gian để tiếp tục cải thiện. Vâng, và câu hỏi cuối cùng đó là làm thế nào để có thể cải thiện được chất lượng của các báo cáo doanh nghiệp tại Việt Nam hiện nay ạ? Có 3 điều để cải thiện chất lượng báo cáo kiểm toán của các doanh nghiệp tại Việt Nam. Thứ nhất, xuất phát từ các công ty kiểm toán. Họ cần có kiến thức cơ bản và luôn cập nhật thông tin, những điều đang diễn ra trong tình hình tài chính của doanh nghiệp để cập nhật trong báo cáo. Tôi cho rằng đây là nhân tố quan trọng để các báo cáo kiểm toán được cải thiện thành công. Thứ hai là bản thân các doanh nghiệp. Hiện tại có rất nhiều doanh nghiệp đang cố gắng để phát triển một đội ngũ tài chính riêng. Đây là điều tốt, bởi họ nắm được tình hình và thông tin nội tại của doanh nghiệp. Nhưng đội ngũ này cần trung thực và có các nghiệp vụ tốt để cung cấp thông tin chính xác. Và cuối cùng là các quy định có liên quan. Bộ Tài chính không chỉ cần đưa ra những quy định, mà còn cần đưa ra những thể chế để các doanh nghiệp phải duy trì một tiêu chuẩn cơ bản hoặc theo tiêu chuẩn quốc tế. Có như vậy thì chất lượng báo cáo kiểm toán tại các doanh nghiệp Việt Nam mới có thể cải thiện. Cảm ơn ông đã tham gia buổi trò chuyện ngày hôm nay của kênh truyền hình VITV. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình chứng khoán cuối tuần này. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn và đừng quên cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.